rằng nơi đây vào khoảng giữa thế kỷ thứ 16, do quá trình phát triển của dòng họ Nguyễn Phúc đã có 17 đời, có 3 chi và 165 hộ với 495 nhân khẩu. Tôn cháu trong dòng họ luôn luôn theo gương truyền thống của ông cha để lại. Một tháng chín chúng ta và sân bảo vệ tổ quốc, dòng họ đã có gần 200 hộ đã thành lập quỹ khuyến học và cứ hàng năm mỗi dịp Tết đến xuân về, dòng họ đều tổ chức phát thưởng khuyến học tại đây. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời đội chống chuyên nghiệp làm nhiệm vụ.